đặc công Nguyễn Đức Thụy, người nhái làm giặc kinh sợ, nhiều lần được truy điệu sống. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên làm sống dậy những câu chuyện lịch sử tưởng chừng như đã bị lãng quên, nhưng vẫn là những hồi ức đau thương, xen lẫn tự hào của dân tộc ta. Anh em thân mến, hẳn anh em đã từng đọc và nghe ở đâu đó tới hai từ truy điệu. Truy điệu là hành động làm lễ để tỏ lòng thương tiếc một người đã hy sinh, có công với đất nước, ví dụ như làm lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ. Trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm, mỗi lần sắp sửa lao vào một trận đánh lớn mà biết chắc khả năng sống sót trở về sẽ không lớn, một số đơn vị cũng đã tổ chức lễ truy điệu sớm cho các chiến sĩ. Cảm giác được tham dự lễ truy điệu của chính mình trong khi bản thân vẫn còn sống là một trong những trải nghiệm không thể nào quên đối với những người lính Cụ Hồ từng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Có người được truy điệu một lần, hai lần, nhưng đạt tới con số ba lần cho đến nay chỉ mới có một người mà thôi. Vậy người lính Cụ Hồ đó là ai và tại sao ông lại được truy điệu tới tận ba lần? Có lý do đặc biệt nào ở đây hay không? Thì để tìm hiểu, anh em hãy cùng với đội ngũ Hồi ức Thời Chiến về với mảnh đất Nhãn Hưng Yên để gặp gỡ và nghe tâm sự của người lính đặc công anh hùng ba lần được truy điệu sống, anh em nhé. Hơn 20 năm trong quân ngũ, tham gia nhiều trận đánh ác liệt, nhiều lần được truy điệu sống và không ít lần bị thương nặng tưởng như không thể qua khỏi. Nhưng người chiến sĩ đặc công nước dũng cảm, mưu trí, gan dạ vẫn chỉ huy thắng lợi nhiều trận đánh lớn làm cho địch khiếp sợ. Ông là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Thụy, nguyên chỉ huy tiểu đoàn đặc công nước 41, trung đoàn 779, đặc khu Quảng Ninh. Đến thăm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Thụy khi ông đã bước sang cái tuổi xế chiều. Dù mang trong mình hơn 10 mảnh đạn, nhưng ông Thụy vẫn khỏe khoắn, minh mẫn, giọng nói đĩnh đạc, tác phong nhanh nhẹn. Khi được hỏi phải chăng từng được chui rèn trong quân ngũ nên ông có sức khỏe phi thường như vậy, ông bảo chiến sĩ đặc công nước thường hoạt động vào ban đêm nên cần có sức khỏe tốt. Không những thế, phải có tinh thần dũng cảm, tư tưởng vững vàng, gan dạ vượt qua khó khăn và sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Từ nhỏ, Nguyễn Đức Thụy đã có tài bơi lội và giỏi võ thuật, được mệnh danh là kiện tướng khỏe ở địa phương. Năm 1967, sau khi nhập ngũ, cấp trên nhận thấy biệt tài này nên tuyển chọn ông vào một đơn vị của binh chủng đặc công. Ít lâu sau, Đức Thụy được biên chế vào đội đặc công nước A32, thành đội Vũng Tàu, tỉnh đội Bà Rịa, Long Khánh, nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trở thành chiến sĩ đặc công nước, ông liên tục lập thành tích trong đánh tàu, diệt địch. Nguyễn Đức Thụy thích bơi lội và được người thân truyền dạy võ từ lúc 12 tuổi, nên ngày đó, ông là một trong số ít đứa trẻ vừa tinh thông võ nghệ, vừa giỏi bơi lội. Lớn lên, bị ám ảnh bởi thành phần xuất thân nên ông nghĩ cách phải thoát ly khỏi quê hương và xin vào xí nghiệp gạch ngói Vân Trì, huyện Khoái Châu. Từ đây, tháng 3 năm 1967, Nguyễn Đức Thụy lên đường nhập ngũ. Thấy được biệt tài của chàng trai này, cấp trên đã tuyển chọn ông vào đơn vị đặc công thuộc Bộ Tư lệnh Đặc công. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, do đoàn tàu không số gặp sự cố, Nguyễn Đức Thụy cùng đơn vị hành quân bộ từ Hải Phòng vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam và được biên chế vào Trung đoàn 10 Đặc công Rừng Sác, một đơn vị đặc công nước đặc biệt tinh nhuệ. Với tài năng của mình, không ngoa khi ông Thụy được đồng đội mến phục, tôn với biệt danh Thụy Giái Cá. Sau này, ông được chuyển về đơn vị mang mật danh Z24 thuộc Bộ Tham mưu miền, tác chiến ở vùng cửa biển Vũng Tàu, nơi được xem là yết hầu của Sài Gòn lúc bấy giờ. Trải qua vô vàn hiểm nguy rình rập, nhiều lần cận kề cái chết, người chiến sĩ đặc công mưu trí, dũng cảm ấy đã chỉ huy và trực tiếp tham gia trên 100 trận đánh lớn nhỏ, có nhiều trận gây tiếng vang lớn làm cho giặc nao núng, khiếp đảm. Đáng nhớ nhất là ngày 20 tháng 5 năm 1973, với trận đánh trên cương vị chính trị viên đội A32, Nguyễn Đức Thụy cùng đồng đội đã nhấn chìm xuống biển cụm tàu 4 chiếc cùng khoảng 20.000 tấn vũ khí, bom đạn của đế quốc Mỹ, khiến chúng hoàn toàn bất ngờ. Nhớ lại trận đánh trên, ông hào hứng kể: "Do tuần trước đó ta đánh chìm tàu địch trong cảng, nên mấy ngày sau, cứ đêm đến, tàu địch lại ra xa cảng, neo đậu ngoài khơi. Đơn vị giao cho tôi cùng hạ sĩ Nguyễn Văn Cát mang khối thuốc nổ 80kg tiếp cận mục tiêu, điểm hỏa rồi nhanh chóng rút lui. Tiếp cận vào khu vực tàu địch, bí mật gài thuốc nổ là điều không đơn giản, nhưng khi đã điểm hỏa thì việc rút ra cũng vô cùng mạo hiểm. Vì thế trước khi xuất kích, đơn vị đã làm lễ truy điệu sống cho chúng tôi." 19 giờ xuất kích, Nguyễn Đức Thụy cùng đồng đội vượt qua eo biển Vũng Tàu. Đúng 0 giờ đêm, qua cảng Cát Lở sang cảng Rạch Dừa. Hai người bơi được 12km thì phát hiện một cụm tàu 4 chiếc đang thả neo. Trên tàu, lính gác đang đi lại. Xung quanh, các tàu tuần tiễu của địch vẫn hoạt động liên tục. Lập tức Đức Thụy ra lệnh cho đồng chí Cát nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, bởi trời gần sáng, tàu địch sẽ nhổ neo. Cân bằng trọng lượng nước,
Đức Thụy vừa dẫn hướng, vừa kéo khối thuốc nổ theo kỹ thuật nghiệp vụ đặc công nước, còn đồng chí Cát điều chỉnh khối thuốc nổ bơi theo. Cách mục tiêu hơn 2 km, bất ngờ đồng chí Cát bị chuột rút, chuẩn bị chìm, nguy cơ kéo khối thuốc nổ xuống. Trước tình thế nguy hiểm, Đức Thụy vừa kéo khối thuốc nổ, vừa đẩy đồng chí Cát và ra lệnh cho đồng đội rời đội hình vào chờ cồn cát gần đó. Một mình Đức Thụy ôm trái thuốc nổ bơi trong dòng nước cuồn cuộn, bí mật tiếp cận mục tiêu, áp khối thuốc nổ vào mạn tàu. Gài khối thuốc nổ và hẹn giờ xong, hơn 2 giờ sáng, Đức Thụy nhanh chóng bơi trở về. Lúc này, nước biển đang lên, Đức Thụy phải bơi ngược dòng nước, đồng thời chìm người xuống để tránh tàu tuần tiễu của địch phát hiện. Đến khi cách cồn cát, nơi đồng chí Cát chờ khoảng 200 mét, Đức Thụy nghe tiếng nổ lớn, sức ép đẩy ông vọt lên mặt nước và bất tỉnh. Do bị thương quá nặng, hơn một tháng sau, Đức Thụy mới tỉnh lại. Ông được đồng đội kể lại, sau khi khối thuốc nổ phát nổ, đèn pha, pháo sáng rực cả khu, máy bay giặc điên cuồng cuồn thảo một hồi, đạn vãi xuống như mưa. Sau đó tàu tuần tiễu của địch sử dụng các công cụ xỉa, chọc xuống nước, hòng tìm diệt đặc công của ta. Tìm thấy người chỉ huy, đồng chí Cát lợi dụng những mảnh gỗ của kiện hàng vỡ ra, hóa trang vượt qua tàu tuần tiễu và các chốt của địch. Sau 2 ngày vượt qua muôn vàn khó khăn, đồng chí Cát mới đưa được Đức Thụy về đến căn cứ cơ động của đơn vị trong rừng xác. Với chiến công kích nổ và hủy thành công 4 con tàu với 20.000 tấn vũ khí, Đức Thụy được tặng danh hiệu Dũng sĩ đánh giao thông và huân chương chiến công giải phóng hạng 3. Đó là trận đánh trên biển khi chú rái cá Đức Thụy được chiến đấu trên sân nhà của mình. Còn những trận đánh trên cạn cũng khiến ông không thể nào quên. Tiêu biểu là trận đánh vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Hợi năm 1971 khi bí mật thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt trong lòng địch. Đêm 29 Tết, Nguyễn Đức Thụy nhận lệnh đến gặp thành đội trưởng Hồ Thanh Xuân và được đồng chí cho biết địch sẽ dùng lực lượng lớn đi càn để bao vây, tiêu diệt Trung đoàn 33, quân khu miền Đông Nam Bộ. Tương quan lực lượng rất bất lợi cho Trung đoàn 33. Tình huống rất gấp, nếu chậm thì Trung đoàn không thể rút lui được. Làm thế nào để dừng chân chúng lại khoảng 10 tiếng? Ngay lập tức, Nguyễn Đức Thụy đã xung phong nhận nhiệm vụ với ý tưởng kìm chân địch bằng cách làm hỏng xe tăng của chúng và nhận được cái gật đầu của đồng chí thành đội trưởng. Đúng đêm 30 Tết, Nguyễn Đức Thụy xuất kích bơi qua sông, vượt qua hàng rào 8 lớp dây thép gai, qua các rãnh, hào nước và cả đàn ngỗng. Đến 22 giờ đêm, ông vào đến bãi xe tăng địch. Lợi dụng lúc địch say sưa chúc tụng, Đức Thụy lựa chọn 3 trong số 30 xe của chúng, gồm xe đầu tiên, xe ở giữa và cuối đội hình. Bí mật mở nắp bình xăng, đổ dầu nhớt, cát và muối vào. Sau nửa giờ xử lý xong 3 xe tăng, ông cũng rút ra an toàn. Sau giao thừa, quân địch bắt đầu xuất kích. Từ trên bốt quan sát, anh em báo về cho thành đội trưởng Hồ Thanh Xuân. Chiếc xe đầu tiên đi được gần 1 cây số thì quay ngang, tiếp đến xe giữa và xe cuối cùng cũng quay ngang. Đội hình địch phải dừng lại. Sau đó ta nhận được tin báo, kế hoạch của địch bị phá vỡ, 3 xe tăng bị hủy, 3 xe khác được bổ sung để tiếp tục làm nhiệm vụ khác. Khi Đức Thụy thực hiện nhiệm vụ cũng là lúc Trung đoàn 33 nhận lệnh rút về vị trí mới an toàn. Ông bảo, trước mỗi trận chiến sinh tử, đơn vị đều làm lễ truy điệu sống và ông đã có 3 lần được truy điệu sống như vậy. Có trận bom nổ đã quăng ông văng xa tới 25 mét. Có trận đánh, ông bị thương phải cắt bỏ 1 mét ruột và có lần bị trúng đạn, tim ngừng đập. Đơn vị chuẩn bị truy điệu, nhưng rồi tim ông đập trở lại. Có hàng chục lần ngụp lặn dưới nước, trên đầu máy bay hạ thấp độ cao để hòng bắt sống, nhưng ông đều thoát được ngoạn mục. Khi được hỏi làm lễ truy điệu sống thì ông thấy thế nào? Ông cười, sợ chết thì đã chẳng dám đi. Lúc bấy giờ có nghĩ gì đâu, chỉ nghĩ cách làm thế nào để chiến thắng. Không chỉ riêng tôi, những chiến sĩ đặc công nước ai cũng được tôi luyện. Tóc thì đỏ quạch như tôm luộc, da đen cháy, khí phách, quả cảm. Người nào cũng chắc nịch như một thỏi sắt đã tôi qua lửa. Chúng tôi sống cùng sống, chết cùng chết, cùng chung nhau điếu thuốc, phong lương khô, sát cánh cùng nhau trong mỗi trận chiến, cùng cảm nhận đến tận cùng mọi vui buồn, hiểm nguy, bệnh tật và hy vọng. Để ghi nhận những chiến công, công lao đóng góp của người lính đặc công nước Nguyễn Đức Thụy, ngày 23 tháng 12 năm 1973, nhà nước đã phong tặng cho ông danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông bảo lúc bấy giờ mình còn đang hoạt động bí mật nên có biết được tặng thưởng gì đâu. Sau ngày giải phóng mới biết được tặng thưởng danh hiệu anh hùng. Đến ngày 15 tháng 1 năm 1976, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp tục phong tặng cho ông danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn. Chỉ trong hơn 2 năm, 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhưng khi gặp ông,
nếu không tìm hiểu trước thì sẽ khó mà biết được những chiến công vì ít khi người anh hùng này nói về mình. Sau 21 năm trong quân ngũ với hàng chục vết thương, vẫn còn hàng chục mảnh đạn trong người. Đến năm 1988, anh hùng Nguyễn Đức Thụy phục viên với quân hàm đại úy, chính trị viên tiểu đoàn đặc công nước 41, trung đoàn 779, đặc khu Quảng Ninh. Trở về địa phương, ông làm bí thư chi bộ thôn, gương mẫu trong mọi phong trào. Giờ đây không còn tham gia công tác, nhưng với vai trò là một cựu chiến binh, ông luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Đặc công nước Nguyễn Đức Thụy đã có một cuộc đời anh hùng với những lần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Có thể nói, vào thời điểm đất nước chìm trong bom đạn như thế, người mang tư tưởng và khát vọng như ông không hiếm. Song, nghe ông kể chuyện đời lính chiến đấu, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được một chút gì đó đặc biệt, chỉ thuộc về chính ông mà thôi. Ba lần được truy điệu sống không phải là kỷ lục đem ra để khoe khoang, nhưng đó là minh chứng hào hùng nhất cho cuộc đời hiển hách của người lính đặc công đã dành trọn cả tuổi trẻ của mình cho đất nước, cho cách mạng. Và để kết thúc video ngày hôm nay, hồi ức thời chiến xin dùng hai câu thơ mà chúng mình tin rằng đã miêu tả chân thực nhất về người lính cụ Hồ Nguyễn Đức Thụy. Chí dũng song toàn, mình đồng ra sắt, như yết kiêu xưa dâng khắp sóng Bạch Đằng. Còn anh em có cảm nghĩ gì? Đừng quên tham gia thảo luận bằng cách để lại comment phía dưới video anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.